Phim điện ảnh Cô gái từ quá khứ của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito được chọn trình chiếu ở Liên hoan phim Việt tại Úc AVFF từ ngày 8 tháng 12 đến 12 tháng 12, phim chiếu tại 6 thành phố lớn của Úc. Liên hoan phim Việt tại Úc là một trong những sự kiện tôn vinh nền điện ảnh Việt Nam tại xứ sở chuột túi. Năm nay là năm đầu tiên liên hoan được tổ chức theo hình thức trực tuyến video theo yêu cầu, khán giả là người quyết định lựa chọn những bộ phim được đề cử tham gia. Những năm qua, liên hoan đã đưa hơn 30 bộ phim ra mắt tại Úc. Cô gái từ quá khứ thuộc thể loại tâm lý, giật gân, ra mắt tại Việt Nam giữa tháng 10 năm 2022.